Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đánh giá kỹ hơn về chiếc VinFast VF7 thông qua 6 ưu điểm, 4 lầm tưởng, 3 điểm trừ và 1 cú hích. Nhưng mà mình xin làm rõ là chiếc VinFast VF7 mình test trong clip này là phiên bản hoàn thiện. Thành ra là nó đã ngon hơn kha khá so với lại phiên bản demo mà mình từng review trước đây. Rồi, bây giờ mời các bạn đến với 4 lầm tưởng. Lầm tưởng thứ nhất, ngoại hình của VinFast VF7 nhìn nó rất là cool ngầu, rất là hiếu chiến và tạo cảm giác chiếc xe này phải chạy nhanh, chạy thể thao lắm. Nhưng thật ra VinFast VF7 chạy có nhanh nha, nhưng mà hệ thống treo của nó thì lại rất nịnh mông và cực kỳ chiều chuộng người ngồi luôn. Thậm chí chủ tịch nhà mình ngồi phía sau á mà còn khen là cái xe này đi sao nó êm cứ như là Camry hay là Lexus vậy. Có thể nói hệ thống treo của VF7 nó không có chút gì thể thao cả. Vì vậy đừng để ngoại hình thể thao của chiếc xe này đánh lừa bạn nha. Nếu như coi VF7 là một chiếc xe thể thao thì hệ thống treo này hơi bị mềm, nên lái nó sẽ không quá là đầm ở tốc độ cao. Tuy nhiên nếu xét VF7 là một chiếc xe hướng tới số đông thì mình tin rằng hệ thống treo nịnh mông của VF7 sẽ là một điểm cộng lớn, vì số đông ai cũng thích xe đi êm ái hơn là một cái xe sóc tới ốc. Còn gì tuyệt vời bằng một cái xe sở hữu ngoại hình hiếu chiến khiến nhiều người phải dè chừng, đặc biệt là mấy anh đi Civic. Còn ngồi bên trong á thì ai cũng thích, từ con cái bạn nè đến nóc nhà bạn nè và thậm chí là các chủ tịch. Thứ hai là về vấn đề tiếng ve kêu, mình thấy có khá nhiều bạn than phiền về vấn đề này trên VF7 và có cả VF6. Chính xác, cái tiếng ve này nó là cái tiếng bơm của hệ thống tản nhiệt nha. Có nhiều bạn chưa chạy qua VF7 á và đọc review thì cứ nghĩ rằng cái tiếng ve này nó phải kêu to và phiền lắm, nhưng mà thực tế các bạn chỉ cần bật nhạc lên là bảo đảm chả còn nghe con ve nào nó kêu trong này cả. Mà thật ra mình thấy là cái tiếng ve của VF7 á kêu nó vẫn còn nhỏ chán, chứ cái tiếng ve thật nha nó kêu thì còn nhức đầu hơn gấp mấy chục lần. Lầm tưởng thứ ba đó là các cái mẫu xe điện của nhà VinFast thường có bán kính quay vòng nó to hơn so với lại những mẫu xe cùng phân khúc. Nhưng mà với chiếc VF7 này thì nó là một ngoại lệ nha. Chiếc xe CUV hạng C của nhà VinFast sở hữu cái bán kính quay vòng chỉ có 5,65m, tức là nó cũng tương đương với lại những cái mẫu xe cùng hạng thôi. Vì vậy mặc dù nhìn ngoại hình của VF7 nó khá là to, nhưng mà cái việc xoay chở nó trong đô thị á, đây vẫn rất là gọn gàng và nhẹ đầu. Lầm tưởng thứ tư là về vấn đề máy lạnh nha. Trước đây trên phiên bản VF7 demo á thì mình thấy là cái máy lạnh của VF7 đi giữa trưa nắng nó chỉ mát liêu riêu thôi. Thành ra là mình đánh giá máy lạnh của VF7 nó không được ngon lắm. Nhưng mà với chiếc VF7 phiên bản hoàn thiện này, có lẽ VinFast họ đã có sự điều chỉnh về máy lạnh rồi, nên bây giờ đang đi giữa trưa nắng nè, mình thấy là cái máy lạnh của VF7 bản hoàn thiện á nó vẫn là mát khá là tốt. Cái lạnh của VF7 á nó không có quá sâu như là xe Nhật đâu, mà nó lạnh theo kiểu dễ chịu giống xe châu Âu hơn. Ngoài ra bản VF7 Plus mình test có cả làm mát trong hai ghế trước nữa, thành ra đi giữa trưa nắng lưng mình không có bị cảm giác hầm hầm khó chịu hay gặp tình trạng đổ mồ hôi ra áo. Tiếp theo mời các bạn đến với 6 ưu điểm về VF7. Với mình, VF7 là một trong những chiếc xe điện sở hữu thiết kế đẹp nhất của nhà VinFast hiện nay. Mình cũng không biết miêu tả thiết kế của VF7 sao cho hay nữa, nên thôi, mình sẽ mượn tạm vài lời của bạn này nghe cho vui vẻ. Đẹp hả mọi người? Nhìn nó đã, nó Âu Mỹ mà nó Nhật Bản mà nó Hàn Quốc. Nếu xét ngoại hình thì mình sẽ thích ngoại hình của VF6 hơn là VF7. Còn về nội thất thì rõ ràng nội thất của VF7 nó cho cảm giác nhiều tiền và sang xịn mịn hơn hẳn. Tiếp theo, một ưu điểm không cần bàn cãi về VF7 đó là nó rộng nhất nhì trong phân khúc. Theo mình nha, cái không gian bên trong của VF7 á, nó rộng cũng phải tiệm cận với đàn anh VF8. Nếu các bạn chưa tin thì các bạn cứ ra showroom của VinFast và ngồi thử VF7, VF8 để xem là mình nói có đúng hay không. Những cái option về tiện nghi, về an toàn của VF7 á, cứ phải gọi là ê hề luôn. Nào là cam 360 độ với chế độ xem 3D nè, rồi cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, hai ghế trước chỉnh điện, sạc điện thoại không dây, 8 túi khí, cảm biến va chạm trước sau và gói ADAS gần như full tapping. Thứ tư, khả năng cách âm của VF7 khá xuất sắc nha. Mặc dù bản VF7 Plus đi mâm 20 inch nhưng mà tiếng lớp vẫn không vọng vào khoang xe nhiều. Cách âm với môi trường thì cũng không thể chê được ở tầm giá của VF7. Nếu để ý kỹ lắm á thì mới nghe một chút tiếng động cơ điện rít và tiếng ve mà ban nãy mình đề cập. Nhưng chỉ cần bật nhạc lên là bảo đảm các bạn sẽ chẳng còn nghe thấy những âm thanh này nữa. Tin mình đi. Kế đến, sức mạnh 350 mã và cấu hình dẫn động 4 bánh toàn thời gian thực thụ là một cái điểm cộng siêu to khổng lồ dành cho VF7. Bây giờ tầm giá 1 tỷ đi, các bạn kiếm đâu ra cái xe nào mà có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h mất dưới 6 giây như là VF7? Họa may chỉ có đàn anh VF8 thôi đúng không? Mà SUV hạng C cấu hình dẫn động 4 bánh toàn thời gian chứ không phải 4 bánh pha ke tầm 1 tỷ
thì chắc chỉ có Subaru Forester mới đủ tuổi nói chuyện với VF7. Chính xác thì Forester chỉ đủ nói chuyện với VF7 thôi, chứ không đủ bắt kịp VF7 về khoảng tăng tốc đâu. Cuối cùng, chính sách bảo hành lên tới 10 năm của VF7 là một cái điểm rất sáng giá nếu như so với lại những cái mẫu xe khác cùng phân khúc chỉ có thời hạn bảo hành từ 2 đến 5 năm. Sử dụng một chiếc xe có thời hạn bảo hành lâu nó thoải mái đầu óc lắm các bạn à. Trong quá trình sử dụng có hư hỏng gì là được hãng họ thay đồ mới hết mà mình chả mất đồng nào. Bản thân mình đang đi một chiếc lớp A được bảo hành 10 năm và được thay khá máu miễn phí rồi, nên mình đánh giá cao vụ bảo hành 10 năm này nha. Tiếp theo là 3 điểm trừ hay 3 điểm mình chưa ưng ở VF7. Đầu tiên là cảm giác phanh của VF7 nó chưa thật sự tự tin lắm. Mình muốn là cái lực phanh của VF7 nó ghi nhiều hơn nữa ở những cái hành trình phanh ban đầu, thì khi mà mình chạy tốc độ cao mới yên tâm được. Còn bây giờ cái cảm giác phanh của VF7 chỉ dừng ở mức tạm gọi là đủ mượt mà và dễ thuần thôi. Thứ hai, thao tác xoay núm chỉnh âm lượng trên VF7 nó mỏi tay quá. Trên chiếc VinFast LA của mình mình chỉ cần xoay 1-2 vòng là đã chỉnh được âm lượng theo mong muốn của mình rồi. Còn trên chiếc VF7 này, cảm giác là mình phải xoay gần cả chục vòng nó thì mới chỉnh được đúng cái mức âm lượng theo ý thích của mình. Mà cái cảm giác xoay gần cả chục vòng để mà chỉnh âm lượng nó dài như vô tận như đó các bạn à. Mình hy vọng rằng VinFast sẽ khắc phục cái điểm này bằng thuật toán phần mềm trong thời gian tới để người dùng thấy tiện hơn khi mà cần chỉnh âm lượng. Mà nói đến âm lượng thì mình ước VF7 có một cái dàn loa hay và chi tiết hơn, bởi vì đây là cái điểm thứ ba mà mình thấy chưa ưng ở VF7. Thật ra thì dàn loa VF7 bây giờ nghe cũng được, âm bass mid-treble tách bạch, nhưng mà nó thiếu cái độ chi tiết nên bật to nghe không phê lắm. Nói chung là với một cái xe tiền tỷ thì dàn loa này chưa được tương xứng. Rồi, bây giờ là phút giây của sự thật. Kể từ clip này trở đi, mình sẽ kết những cái clip đánh giá xe bằng một trong năm mức bình chọn sau. Đầu tiên là không nên mua, thứ hai là cũng được, thứ ba là đáng chú ý, thứ tư là nên mua, và thứ năm là đừng bỏ lỡ. Với mình thì trước đây VF7 nó dừng lại ở mức đáng chú ý bởi vì cái tầm giá của nó chưa thật sự hấp dẫn lắm. Nhưng mà bây giờ với chương trình khuyến mãi từ 150 triệu đến 170 triệu của VF7 á, nó giống như là một cái cú hích và nó làm cho mình thấy là chiếc xe này nó không còn dừng ở mức đáng chú ý nữa mà nó đã lên cái mức đáng mua hơn rồi. Các bạn có đồng ý với mình ở điểm này hay không thì hãy comment bên dưới cho mình biết. Vậy nha, xin cảm ơn.